Xin chào các bạn, tôi là Ngọc Mai và đây là kênh Khám phá lịch sử. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một câu hỏi khiến tôi trăn trở mãi. Tại sao nhiều bộ tộc hùng mạnh từng làm chủ Trung Quốc cuối cùng lại suy bại và nép mình làm dân tộc thiểu số? Thật khó hiểu. Để giải đáp thắc mắc này, hôm nay chúng ta có mời một vị khách mời đặc biệt, đó là giáo sư sử học Trần Đại Việt. Xin chào giáo sư Việt. Xin chào Ngọc Mai và quý vị khán giả. Rất vui được có mặt tại đây hôm nay. Câu hỏi của Ngọc Mai quả thực là một câu hỏi lớn đã làm đau đầu nhiều sự ra đấy. Tôi nhớ có lần trong một buổi hội thảo quốc tế. Ồ, vậy câu chuyện là như thế nào ạ? À, trong buổi hội thảo đó, một học giả nước ngoài đã đưa ra một giả thuyết khá thú vị. Ông ấy cho rằng, việc các bộ tộc này suy tàn không phải do yếu thế về quân sự, mà lại liên quan đến việc học theo văn hóa của người Hán. Ngọc Mai thấy sao? Thật sao? nghe có vẻ ngược đời. Tôi cứ nghĩ là nhờ tiếp thu văn hóa tiên tiến mà họ mạnh lên chứ. Đúng vậy, đó cũng là suy nghĩ ban đầu của tôi. Nhưng hãy thử nghĩ mà xem. Trước khi vào Trung Nguyên, các bộ tộc này phần lớn là dân du mục, sống nay đây mai đó, tối quay quần ngủ trong lều, ăn thịt nướng trên bếp lửa. Tu trưởng và dân chúng đều sinh hoạt giản dị như nhau, tình cảm gắn bó. Trong chiến trận, họ cùng nhau vào sinh ra tử, tinh thần đoàn kết rất cao. Nhưng khi vào Trung Quốc, họ bắt đầu học theo chế độ quân chủ chuyên chế, vua chúa có địa vị tối cao, con cháu đời đời hưởng phúc, và rồi họ cũng muốn như vậy. À, tôi hiểu rồi. Việc này dẫn đến sự phân chia giai cấp, giàu nghèo bất bình đẳng đúng không ạ? Chính xác. Ví dụ như nhà Nguyên. Ban đầu, họ bầu chọn đại khả hãn dựa trên tài năng và uy tín. Nhờ vậy mà có Thành Cát Tư Hãn, một vị lãnh đạo lỗi lạc, thống nhất các bộ lạc Mông Cổ và tạo nên đế chế hùng mạnh nhưng sau khi chiếm được Trung Quốc, họ học theo chế độ cha truyền con nối, từ đời cháu của hốt tất liệt trở đi, các vị vua đều là con cháu dòng dõi, và thế lực nhà nguyên cũng bắt đầu suy yếu. Điều này thú vị quá. Vậy còn những nguyên nhân nào khác nữa không thưa giáo sư? Một nguyên nhân quan trọng nữa là sự hủ hóa. Khi vào Trung Nguyên, họ được người Hán chiều chuộng, ăn uống xa hoa, ở nhà cao cửa rộng, quyền lực trong tay. Dần dần, họ đánh mất tinh thần thượng võ ban đầu, trở nên ươn hèn, hưởng lạc. Cuối cùng, khi người Hán nổi dậy, họ không còn sức phản kháng. Giáo sư có thể cho tôi một ví dụ cụ thể được không? Ví dụ như nhà Thanh. Quân Bát Kỳ nổi tiếng với tổ chức chặt chẽ, lúc hữu sự là quân, thời bình là dân. Nhưng sau khi vào Trung Quốc, họ cũng bị cuốn vào vòng xoáy của phẩm trật, cấp bậc, vinh hoa phú quý. Kết quả là quân Bát Kỳ suy yếu, nhà Thanh phải dựa vào quân đội của người Hán để chống lại Thái Bình Thiên Quốc. Cuối cùng, họ cũng bị người Hán lật đổ. Thật bất ngờ. Tôi cứ ngờ này rất mạnh ngờ. Đúng vậy, sự suy tàn của các bộ tộc này còn liên quan đến việc Hán hóa. Ví dụ như triều đại Bắc Ngụy, Hiếu Văn Đế đã ban hành nhiều sắc lệnh Hán hóa như bắt dân mặc Hán phục, đổi sang họ Hán, dùng Hán ngữ, khuyến khích thông hôn với người Hán. Điều này khiến tinh thần thượng võ của người tiên ti suy giảm, dẫn đến nội loạn và cuối cùng là sụp đổ. Vậy ra, Việc tiếp thu văn hóa không phải lúc nào cũng tốt. Nó giống như con dao hai lưỡi vậy. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc mình cũng quan trọng không kém. Cảm ơn giáo sư Việt đã chia sẻ những kiến thức bổ ích này. Qua câu chuyện hôm nay, tôi đã hiểu rõ hơn về nguyên nhân suy tàn của các bộ tộc từng làm chủ Trung Quốc. Thật sự rất thú vị. Cảm ơn Ngọc Mai và quý vị khán giả đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo của Khám phá lịch sử.